Xin được giới thiệu với quý vị một bài viết rất đáng suy gẫm của giáo sư Tiểu Liên Nguyễn do chú Đoàn Hòa diễn đọc. Địa chỉ của bài viết được đăng trong phần description của clip và trong bài viết tất cả các nguồn tài liệu tham khảo được liệt kê ở trong đó. Tự do ngôn luận, tự do thông tin đáng giá bao nhiêu? Tác giả Tiểu Liên Nguyễn. Mỗi năm vào tháng 4, Chính phủ Cộng sản Việt Nam lại huy động toàn bộ lực lượng truyền thông trong nước cũng như các cơ quan nằm vùng của họ ở ngoài Việt Nam đưa tin một cách ngạo nghễ về ngày Cộng sản Bắc Việt tràn vào cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam trước vô vàn những ánh mắt ngơ ngác, phẫn nộ lẫn đau đớn của người dân Sài Gòn. Những cuộc phỏng vấn, những bộ phim tài liệu họ đưa ra hoàn toàn là những cuộc phỏng vấn, những thước phim không những mang tính một chiều mà còn được phóng đại một cách đáng kinh ngạc, được nhắc đi nhắc lại trong suốt cả tuần lễ, thậm chí cả tháng, trên đủ mọi phương tiện truyền thông đại chúng, để đám dân Việt còn ngu muội được nhờ sọ cho tới khi họ tin chắc rằng Việt Cộng là vĩ đại, là nhân ái, là can đảm, là chỗ dựa muôn năm muôn đời của họ, rằng dân miền Nam thực sự cần được giải phóng, cần được công Cộng sản Bắc Việt mổ chữ cả đời chỉ quen ở trong các hang động, những cái rừng nhiệt đới, những vùng nông thôn nghèo khó giúp đỡ. Không có một bài phỏng vấn nào từ phía đối thủ của họ, không có một cuộc phỏng vấn nào từ những người dân miền Nam Việt Nam, những người vẫn còn đang sống, vốn phải chịu bao nhiêu đau thương mất mát từ một cuộc cưỡng chiếm đầy máu, bạo lực trên quy mô lớn. Không có một tài liệu nào từ phía miền Nam Việt Nam được đưa ra, không có một tài liệu, một cuộc phỏng vấn nào từ một bên thứ ba mang tính trung gian, trung thực, khách quan được đưa ra. Những gì được trưng bày hoàn toàn là người, là tài liệu của Bắc Việt Cộng và được Việt Cộng cắt gọt, lựa chọn cẩn thận, nhằm dùng để tạo ra những hiệu ứng công chúng có lợi nhất cho họ. Trong khi đưa những thước phim ngắn ngủi về dinh độc lập, Việt Cộng đã không bao giờ nhắc lại một sự kiện quan trọng, thể hiện rất đúng bản chất tham lam, vô trách nhiệm của Cộng sản đã xảy ra cách đây 25 năm. Vào năm 1995, 20 năm sau ngày Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ lực, với sự giúp đỡ của Trung Cộng và của Nga Xô Cộng, tại Paris đã có một cuộc triển lãm ảnh về cuộc chiến Việt Nam, có nhiều nhiếp ảnh gia và các bên tham gia đã tham dự sự kiện này. Trong cuộc triển lãm này, phía Việt Cộng đã đưa ra tấm hình chiếc xe tăng đầu tiên của Việt Cộng chạm tới cổng Dinh Độc Lập, chiếc T-54B số hiệu 843. Từ chiếc xe tăng này, một lính tăng tên là Bùi Quang Thận đã chạy ra, xông vào dinh để treo lá cờ Việt Cộng lên, không quên viết tên hắn vào góc lá cờ để làm bằng chứng nhận công lao sau này. Không may cho phía Việt Cộng, một nữ nhà báo chiến trường nổi tiếng của Pháp, François Demourde, người mà cho đến hiện tại vẫn được coi là phóng viên duy nhất đã chụp được khoảnh khắc chiếc xe tăng đầu tiên chạm vào cổng dinh, đã tới tham gia cuộc triển lãm và bà đã phát hiện ra chiếc xe tăng trong tấm ảnh được trưng bày không phải là chiếc xe tăng mà bà đã chụp, mặc dù tấm hình của bà vào năm 1975 đã được đăng tải trên khắp thế giới, hình như ngoại trừ báo chí Việt Cộng. Theo bà François Demourde, chiếc xe tăng mà bà được chụp lại là loại T-59 số hiệu 390, là loại xe tăng do Trung Cộng sản xuất, viện trợ cho Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, trong khi chiếc T-54-843 do Liên Xô sản xuất đã đến Việt Nam như một phần của viện trợ quân sự của Liên Xô vào năm 1972. Xem các đường link trong bài viết. Sau sự kiện đó, tên Thận đã được ghi nhận công, được cử đi học trưởng văn hóa ngoại ngữ của quân đội năm 1976, tham dự hội nghị Festival học sinh sinh viên lần thứ 11 ở Cuba năm 1978, và đến cuối năm 1978 hắn được cử đi học ở Liên Xô 4 năm. Hắn về hưu với quân hàm đại tá, hắn được mời đi khắp nơi để nói chuyện về chiến tích có nửa phần sự thật của hắn, húc đổ cổng Dinh Độc Lập và treo cờ Việt Cộng lên nóc dinh. Trong suốt 20 năm sau chiến tranh Việt Nam, hắn được hưởng mọi ưu đãi của kẻ có công cưỡng chiếm miền Nam, kiếm được không ít tiền từ những cuộc nói chuyện này. Trong khi đó, những người anh em đồng đội Việt Cộng quán trên chiếc xe tăng đầu tiên vào cổng Dinh Độc Lập không những ra vẻ tay không, mà sau còn bị tiếp tục đẩy đi các chiến trường Campuchia và chiến trường Tây Bắc, đánh nhau với Khmer Đỏ và Tàu Cộng. Không một ông nào được hưởng một chế độ nào của chính quyền Việt Cộng. Không một ông Việt Cộng nào lên tiếng cho cái sự bất công mà những ông này phải chịu đựng trong 20 năm. Chính quyền Việt Cộng luôn lớn miệng hăm dọa,
cái gì họ cũng biết, phản động nào dù nhỏ bằng con kiến họ cũng tìm ra. Nhưng cái xe tăng vũ trang với bốn ông lính của họ thì trong suốt 20 năm họ không tìm ra được. Người Việt Nam hãy nhìn sự kiện này cho kỹ để mà thấy rằng vì quyền lợi của bản thân, Việt Cộng sẽ không từ chối bán đứng bất kỳ ai hết. Cha mẹ, bạn bè, đồng đội, anh chị em, kể cả nước Việt Nam này. Và cũng nhìn vào sự kiện này để thấy rằng nếu bạn đặt niềm tin vào Cộng sản và sự lãnh đạo độc tài của họ, bạn chỉ biết ngồi đó trông chờ họ mang lại công lý cho bạn thì rất có khả năng rằng bạn sẽ phải chờ cho tới khi bạn cùng vấn đề của bạn bị lãng quên hoặc bạn nản lòng mà tự bỏ cuộc. Có câu ngạn ngữ phương Tây nói rằng một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Không chậm trễ, bà François Demoré đã bay qua Việt Nam ngay sau cuộc triển lãm, đem theo tấm hình của bà như một bằng chứng lịch sử vỗ vào mặt Cộng sản Việt Nam rằng họ đã nói láo, họ đã làm sai lệch lịch sử bằng cách đem triển lãm một chiếc xe tăng không chính xác. Bà cất công đi tìm những ông lính Việt Cộng kia. Các ông này đều sống nghèo khổ và bị lãng quên. Xin xem cuộc phỏng vấn năm 2015 đăng trên báo Bangkok Post. Báo chí Việt Cộng hầu như không loan báo tin tức này rộng rãi. Chúng cắt xén và chỉ đưa ra ít nhất có thể nhằm chối bỏ trách nhiệm của chính quyền Cộng sản trong việc đưa thông tin sai sự thật. Những người Việt Nam may mắn, kể cả trong hàng ngũ Việt Cộng, đọc được sự kiện đó đỡ rằng giá như chúng ta có tự do thông tin, tự do ngôn luận, rất có thể mọi sự đã khác. Rất có thể những ông Việt Cộng có thể nhìn thấy sớm hơn bản chất của công cuộc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Có thể bốn ông sớm vạch mặt được tên Việt Cộng khốn nạn Bùi Quang Thận, ăn chặn công lao của các đồng đội của hắn. Phải chờ đến 20 năm trong sự thật hiển nhiên như thế được đưa ra ánh sáng, và nó được đưa ra bởi một người phương Tây không quen chịu đựng bất công lừa dối. Nó cũng như 20 năm người dân Thủ Thiêm đi đòi đất đai của mình bị cướp. Đối với rất nhiều người, 20 năm đó là cả một thanh xuân đẹp đẽ đã trôi qua mà họ không làm được gì hữu ích cho bản thân, chỉ dành để đi tìm công lý mà chưa tìm ra. Trong khi đối với chính quyền Cộng sản, 20 năm đó chỉ là một cái chớp mắt. Chúng chưa kịp làm gì trong 20 năm, chưa kịp ăn cắp hết tài sản của người miền Nam Việt Nam mang ra Bắc, chưa kịp hủy hoại hoàn toàn nền văn hóa, tiến bộ, nền kinh tế giàu mạnh của miền Nam Việt Nam, chưa thể xóa sổ một quốc gia thịnh vượng trong lòng hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam. Cho đến bây giờ, 40 năm qua, từ ngày gây ra tang thương cho một nửa dân tộc ấy, chính quyền Việt Cộng vẫn chưa bao giờ tự tin về chiến thắng của họ. Các ông Cộng sản vẫn chưa bao giờ ngừng lo lắng rằng tấm lòng của người miền Nam, của những người Việt Nam tiêu độ vẫn tìm về với thần tinh thần Cộng hòa, về những giá trị tự do, nhân bản của miền Nam Việt Nam trước đây. Chính vì không tự tin, hàng năm chúng vẫn cứ phải ra rả giao giảng về lòng nhân ái của chúng, về lòng tốt muốn hòa hợp dân tộc của chúng, về nền văn hóa kém cỏi mà chúng cho rằng hiện đại diện cho thế giới tiêu độ của chúng. Hai ngày trước, vào ngày 30 tháng 4 2020, một tướng Việt Cộng là Nguyễn Chí Vịnh, thái tử đảng của cố tướng Việt Cộng Nguyễn Chí Thanh, một ông mang quan hàm tướng nhưng chưa hề phát biểu một câu nào về chủ quyền đất nước kể từ khi Tàu Cộng có những hoạt động xâm lược biển Đông của Việt Nam, thành lập ra cái gọi là Tây Sa Nam Sa, từ khi chúng đâm chìm thuyền ngư dân Việt Nam, nhưng lại rất hào hứng lên truyền hình Việt Cộng phát biểu. Tiến trình hòa hợp dân tộc đã hoàn thành, dân tộc Việt Nam đã khắc phục hội chứng chiến tranh rất nhanh. Việt Nam không còn hội chứng chiến tranh ngay sau khi chiến tranh chấm dứt. Các chính sách của Đảng và Nhà nước giúp những người trong chế độ cũ cảm thấy không bị kỳ thị, miễn là họ yêu nước. Chúng ta cũng không quay lại bới móc chuyện họ đã làm cho những kẻ xâm lược. Theo VTC News, 30 tháng 4 2020, ông tướng Bùi Nhìn này làm như cả thế giới lẫn người Việt Nam vẫn còn mù thông tin và vẫn còn mọi rợ những cái thời cha của ông ta được cử vào xây dựng cơ sở để đánh phá miền Nam hơn nửa thế kỷ trước. Tiến trình hòa hợp dân tộc đã hoàn thành rồi sao? Cướp nước, cướp đất, cướp nhà, cướp của, cướp đi sự bình an, cướp đi sinh mệnh, cướp đi hạnh phúc gia đình của hàng triệu con người, không trả lại cái gì hết, mà trên thực tế là không có cái gì đáng giá để mà trả lại cho họ hết, không bù đắp cái gì hết, mà đòi người ta phải nhắm mắt làm ngơ, quên đi, tha thứ sao? Mỗi năm ra rả huy động một bộ máy truyền thông của Cộng sản tuyên truyền cho chiến thắng của công cuộc cưỡng chiếm miền Nam,
không đếm xỉa gì đến tình cảm, cảm xúc, tổn thương, đau đớn của bao nhiêu con người là nạn nhân của Bắc Việt Cộng sản. Vậy mà nói là hòa bình rồi sao? Đốt tất cả các sách báo tự do tiến bộ, phá hủy hầu hết các thương hiệu Việt nổi tiếng do miền Nam Việt Nam tạo dựng, trà đạp tàn nhẫn lên các sản phẩm của nền văn hóa Nam Việt Nam, từ âm nhạc, nếp sống, các phương tiện giải trí, rồi biểu người miền Nam đã hòa hợp với người miền Bắc, đưa hàng triệu người miền Nam Việt Nam lên các vùng kinh tế mới, các trại cải tạo, ra các chiến trường làm bia đỡ đạn, đẩy hàng triệu người khác ra biển khơi sông Thác mặc bay, kỳ thị những gia đình có đạo Công giáo, có người thân phải đi trả cải tạo, bắt giam những người bảo vệ cho sự nuống tiếc của họ đối với miền Nam, rồi nói các chính sách của Đảng và Nhà nước giúp những người trong chế độ cũ cảm thấy không bị kỳ thị, rồi nói dân tộc đã hòa hợp. Tôi tin rằng các ông Cộng sản Bắc Việt như ông tướng này quan tâm đến việc hòa Việt Cộng với Tàu Cộng hơn là việc hòa hợp của dân tộc các ông nhiều. Để cho Tàu Cộng xâm lăng biển đảo, sát hại ngư dân ngay trên đất mình, mấy ông không dám lên truyền thông mà phát biểu một câu chống chế với chúng, bắt tay nhau bán đất đai của Tổ tiên cho Tàu Cộng. Vậy mà dám nói người miền Nam làm việc cho quân xâm lược. Nhiều người Việt Nam tiến bộ có lẽ sẽ ước gì chúng ta có tự do ngôn luận, tự do thông tin. Hẳn là lúc đó mấy thứ tuyên bố rác rưởi của mấy ông Việt Cộng giỏi nói hơn giỏi làm này sẽ không có bao nhiêu người đếm xỉa. Chừng chục năm trước đây, tôi thường đi miền Tây gặp một số ông già từng là dân tộc kép ra ngoài Bắc đều đã ngoài 80, không biểu. Hồi đó sau năm 1975, mấy ông Cộng sản miền Bắc con nài các ông ở lại, hứa cho các ông nhà cửa chức vụ. Các ông sợ chối chết, xin thôi hết. Ngay tức khắc dẫn vợ con vô miền Nam trở lại, ở với đậu ruộng đồng, làm nông dân cho nó lành. Sống với Việt Cộng vài năm các ông thấm thía rồi. Các ông quay vô miền Nam, nhiều người hàng xóm nhìn các ông bằng cái nhìn khinh bỉ, ghét bỏ. Coi các ông là những kẻ tiếp tay cho kẻ giặc hủy diệt miền Nam. Họ đã không đón mừng các ông vì các ông đã có công lao giải phóng họ. Như những gì đám Cộng sản đã nhổ sỏ các ông, như những gì các ông đã từng nghĩ, một vài và vợ đòi ra Bắc trả lại. Nhưng các ông biểu các bà cắn răng chịu đựng, dân miền Tây vậy mà rộng lượng, sẽ sớm tha thứ, bỏ qua. Chứ ra đó các ông không sống nổi. Hàng xóm của các ông sau này, nhóm đi vượt biên vào đầu những năm 1980, nhóm bị bắt đi cải tạo, nhóm nghèo khổ thất học đi lao động tha hương lên Sài Gòn. Gia đình các ông vẫn bình yên, nhưng trong lòng các ông chưa bao giờ bình yên. Trước khi mất, nhiều ông đã ước giá mà có tự do thông tin, tự do ngôn luận, các ông đã có thể chút hết nỗi lòng của mình về những gì các ông đã ngộ ra. Khi tin theo Cộng sản, các ông muốn nói một lời xin lỗi quê hương miền Tây thương yêu của các ông trước khi các ông ra đi cho thanh thản. Giá như có tự do thông tin, tự do ngôn luận, hẳn nhiều người như những ông già miền Tây sẽ biết rằng nhờ Tổng thống Ngô Duy Diệm từ chối hợp tác với Cộng sản mà dân miền Nam thoát được một cuộc tàn sát vô nhân tính của Cộng sản. Trước khi Cộng sản miền Bắc kêu gọi tuyển cử tự do, họ đã tiến hành một cuộc công cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu, gây ra cái chết oan uổng cho hàng chục ngàn người. Cho đến giờ này vẫn chưa có một lời xin lỗi nào được gửi tới những gia đình chịu oan ức một cách công khai. Trong khi đó, chỉ riêng trong 2 năm đầu 1955-1956 của cuộc cải cách điền địa lần thứ nhất ở miền Nam Cộng Hòa, với sự tư vấn của các chuyên gia Mỹ, Tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ thị cho các quan chức địa phương trả tiền mua số đất vượt quá giới hạn sở hữu của các địa chủ, chứ không tịch thu. Sau đó chính phủ sẽ chia nhỏ số đất vượt giới này cho các nông dân chưa có ruộng, và họ được vay một khoản tiền không phải trả lãi trong kỳ hạn 6 năm để mua. Chưa kể, những công giáo di dân vào, những binh sĩ cũng được chia đất để ổn định cuộc sống. Cho tới giờ này ở Việt Nam, nhiều người dân sống từ khu vực Biên Hòa lên đến Đà Lạt, nhiều gia đình trong số đó là dân công giáo, vẫn mang ơn Tổng thống Diệm, Tổng thống Thiệu về những giúp đỡ mà chính quyền của ông dành cho họ vào thời điểm họ chạy trốn mối họa Cộng sản miền Bắc. Nếu có tự do thông tin, tự do ngôn luận, những người trẻ của Việt Nam hôm nay sẽ biết rằng trong khi Cộng sản miền Bắc chủ trương vô sản hóa người dân của họ nhằm trói buộc người dân vào Đảng Cộng sản để Đảng tước đoạt mọi của cải, mọi quyền tự do chính trị, tôn giáo giáo dục, quyền quyết định sanh tử, quyền tự do liên ái,
thì người miền Nam lại được định hướng tới phong trào hữu sản hóa dân chúng, dân chủ hóa dân chủ, để dân chúng giàu có hơn, thịnh vượng hơn, hiểu biết hơn, tự cường hơn, do đó mà trở nên tự do hơn. Nếu có tự do ngôn luận, tự do thông tin thì mọi người Việt Nam có thể tham khảo thêm nhiều nguồn thông tin khác để đánh giá các sự kiện lịch sử cho công bằng. Chẳng hạn như Việt Cộng thừa nhận rằng trong 20 năm lượng viện trợ kinh tế mà Mỹ dành cho Việt Nam Cộng Hòa khoảng hơn 10 tỷ đô la thời giá năm 1960. Theo Đặng Phong 1991, 21 năm viện trợ ở Mỹ, ở Việt Nam, nhà xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường Giá cả Hà Nội, trang 66. Nếu tính cả chi tiêu tại chỗ của lính Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan đóng tại miền Nam Việt Nam, thì tổng lượng tiền mà Mỹ đổ vào kinh tế Việt Nam Cộng Hòa vào khoảng trên 20 tỷ đô la. Phía Việt Cộng chưa bao giờ đưa ra con số quy thành tiền mặt cụ thể mà Liên Xô, Đông Âu và Tàu Cộng viện trợ cho Bắc Cộng. Nhưng trong cuốn hồi ký có tên Giọt nước trong biển cả của Hoàng Văn Hoan, một viên chức cao cấp Cộng sản từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại sứ Việt Cộng tại Tàu Cộng, Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, ở đầu chương 1 phần 6 có viết: từ năm 1950 đến năm 1978, tổng số viện trợ của Trung Quốc dành cho Việt Nam trị giá hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Đó là chưa kể một vài khoản viện trợ đặc biệt khác. Rất khó để có thể tìm thấy những bằng chứng khác từ Việt Cộng một cách công khai để đối chiếu với số viện trợ này. Tuy nhiên, nếu ông Hoan là đại sứ Tàu Cộng tính toán như vậy, thì các cộng sản càng chẳng có quyền gì để lấy việc Mỹ viện trợ cho miền Nam Việt Nam mà đổ lỗi cho sự giàu có, thịnh vượng, phát triển của miền Nam hết. Nếu có mới nhận của Tàu Cộng mà đã như vậy, thì cộng cả Liên Xô, Đông Âu nữa, nó sẽ gấp bao nhiêu lần số viện trợ mà Mỹ dành cho miền Nam Việt Nam. Nhận viện trợ nhiều mà sao công vẫn nghèo khổ, dân của công tới giờ vẫn u mê, giáo dục của công tới giờ vẫn kém cỏi. Hồi nhỏ, coi phim Biệt động Sài Gòn của Việt Cộng, tôi thấy nhiều người miền Bắc trợn mắt há mỏ khi thấy vào những năm 60, trong lúc người miền Bắc đa số chỉ có vài ba bộ đồ vừa đi làm vừa mặc ở nhà, mà hầu như đều có vài chỗ rách, vá chẳng vá đục, thân hình ốm nhom nhách vì không đủ ăn, thì ngược lại ở miền Nam, người ta đã có vũ trường, nam nữ ôm nhau nhảy tango, đàn bà con gái chơi trò lơ song trên sông, xe Honda, xe hơi chạy đầy đường. Đàn bà con gái mỗi ngày thay mấy lần đồ, đồ ở nhà, đồ đi chơi, đồ đi chợ, đồ đi ăn tiệc, đồ ngủ. Những người miền Bắc đã không dô nổi những cái nhìn ngạc nhiên, thèm khát lẫn ganh tị. Nhìn lại những tấm hình sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm, hàng triệu con người chen chúc nhau, dắt díu con cái đi trốn cộng sản. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh khổ cực như vậy, những người phụ nữ Nam Bộ nhìn vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ, thư thái, chứ không khắc khổ cam chịu, luộm thuộm như những người phụ nữ Bắc Kỳ thường tự hào là có tự do, có đảng, có bác tóc bạc, râu dài. Nếu như có tự do thông tin, tự do ngôn luận, thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay sẽ biết được trước khi bị Việt Cộng miền Bắc cưỡng chiếm, miền Nam đã tỏa sáng như một hoàn ngọc Việt Đông như thế nào. Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia đã phải ngoái nhìn. Thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay sẽ biết được công hàm năm 1958 là sự thật hiển nhiên và đau đớn, rằng các lãnh đạo Việt Cộng đã vui mừng như thế nào khi Trung Cộng chiếm được Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, rằng không phải chỉ có cái công hàm oan nghiệt đó, sách giáo khoa và bản đồ của Bắc Cộng những năm 1970 cũng đã thừa nhận quyền lợi của độc Tàu Cộng trên những hòn đảo xinh đẹp của Tổ quốc mà họ đã dâng tặng chúng. Nếu như có tự do thông tin, tự do ngôn luận, thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay sẽ biết được Việt Cộng đã đối xử như thế nào với những người dân của miền Nam và Cộng Hòa, triệu tập những trí thức, công chức của miền Nam Cộng Hòa, lừa dối họ rằng họ sẽ chỉ phải đi học tập chính trị một vài ngày, nhưng đó là những chuyến đi không hẹn ngày về, ra tận biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, nhiều người mãi mãi không thể trở lại. Họ đã không được chuẩn bị hành lý mang theo trong cuộc đi dài và khắc nghiệt,
họ đã bị chết vì lạnh, chết vì đói, chết vì bệnh, tự tử, chết vì nhục, vì không chịu nổi việc bị đối xử như một con vật. Người Việt Nam đã sớm biết sự thật rằng ngay sau khi cưỡng chiếm miền Nam, chính quyền Cộng sản Bắc Việt đã ăn cướp 16 tấn vàng của người miền Nam và chuyển ra ngoài miền Bắc. Trong khi đó, suốt hơn 40 năm trời, họ luôn rêu rao đổ tội cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mang 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam bằng phi cơ riêng. Nếu như có tự do thông tin, tự do ngôn luận, thế hệ trẻ của Việt Nam sẽ biết rằng người Việt Nam tỏa đi khắp thế giới đều có thể gặt hái những thành công rực rỡ, đều có thể trở thành những người tiến bộ, văn minh nhân bản, yêu nước thương ngòi. Rằng người Việt Nam chân chính không dốt, không hèn với giặc, không ác với dân. Rằng dân của các quốc gia tư bản khắp thế giới cũng chẳng ai có thời giờ mà đi quấy phá Việt Nam, mong cho Việt Nam nghèo khổ, ngu độn. Chỉ có Cộng sản Việt Nam hoang tưởng mà nghĩ như vậy. Nhiều người Việt Nam sẽ biết rằng ở thế giới bên ngoài kia, rất nhiều người yêu dân chủ, tự do, tiến bộ sẵn sàng sát cánh cùng họ để đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài toàn trị. Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ, phương Tây, Úc, Đại Lục, những người yêu tự do trên thế giới chưa bao giờ phải đấu tranh một mình, phải cô đơn, nên họ không sợ hãi. Họ chỉ cần can đảm để bước lên phía trước và can đảm giành lấy những gì thuộc về họ. Nếu như có tự do thông tin, tự do ngôn luận, người trẻ Việt Nam sẽ biết thêm được nhiều sự thật có thể rất đau đớn khác. Nhưng họ cũng sẽ biết thêm rằng có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ họ ở phía trước. Họ có thể nhìn thấy sức mạnh của chính mình, của dân tộc mình, những niềm hy vọng sáng lạn. Họ có thể bước ra thế giới không phải với tâm thế đố kỵ, tự ti, thèm khát những thứ không phải là của mình, mà với tinh thần học hỏi chân thành, sự tự tin, lạc quan và óc kiến tạo mạnh mẽ. Họ có thể viết tiếp lịch sử anh dũng của cha ông, hoàn tất những ước mơ còn dang dở về một Việt Nam thịnh vượng. Tôi chỉ kể ra ở đây một chút những lợi ích mà tự do ngôn luận hay tự do thông tin có thể mang lại cho mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng. Nhưng tôi hy vọng nó tạm đủ để những người Việt Nam trẻ tuổi thấy rằng những thứ tự do này đáng giá đến như thế nào và đáng để hy sinh vì nó như thế nào. Tham vọng của Đảng Cộng sản sẽ không có điểm dừng. Trước tiên, họ biến người dân của họ thành nô lệ về tinh thần và lệch lạc về trí tuệ bởi những bài tuyên truyền thiếu trung thực, thiếu khách quan và không mệt mỏi của họ. Sau đó, Đảng sẽ nô lệ hóa tài sản và chính con người họ. Càng thiếu thông tin, càng thiếu môi trường tranh biện, quá trình nô lệ hóa này sẽ diễn ra càng thuận lợi. Sống trong một đất nước đã luôn ở trong cảnh tranh tối tranh sáng, nặng về tuyên truyền, nhẹ về sự thật, nặng về đàn áp, nhẹ về dân chủ, nặng về bạo lực, nhẹ về lòng nhân, mỗi người lại càng phải mạnh mẽ để giữ lấy sự sáng suốt và kiên trì đối với sự tự do của tâm trí mình, không ngừng đấu tranh để giành được những quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận của mình. Đó là sự tự do duy nhất mà không ai có thể tước đoạt của các bạn, kể cả những ông cộng sản chuyên chế và luôn sẵn sàng sử dụng bạo lực. Đó cũng là cách đơn giản nhất và những bước đi đầu tiên mà mỗi người có thể làm để đưa chính mình và dân tộc của mình ra khỏi vòng nô lệ của cộng sản độc tài và xây dựng một xã hội văn minh, dân chủ hơn. Trân trọng cảm ơn các thính giả. Xin được trân trọng cảm ơn tác giả Tiểu Liên Nguyễn và xin được trân trọng cảm ơn chú Đoàn Hòa và xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe.